khoe luôn nhỉ? Muốn chích 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 dây thì ấn như này. Đấy, 2 giây, 3 giây đúng không? Đâu, muốn chích dây thì ấn này á. Ừ. Đây, ấn đi, ấn đi. Đấy, bị ấn đâu? Ra sang bên này này. À, đây này, đây. Ấn ở giữa. Để từ từ xem. À, rồi. Tắt đi kiểu gì? Tắt đi đây. Đây. Em. Tắt đây không? Đây á? Ừ, tắt vừa vừa tắt là quay luôn. Đây là thằng cháu có mẹ con. À, nó thích nó ăn cơm gì thì nó nấu đi nên cần nén nhé. Sẵn phơi đấy. Ơ sao cái này nó to nhỉ? To gì? Nó không kiểu như là nó to hơn ở bên ngoài. Nó dùng to hơn ấy. To hơn thì em ấn vào zoom rồi. Em ấn vào zoom này. Này thôi. Đây này. Cái tay của em ấn vào zoom này này, nhìn chưa? Chưa hả? Ừ. Quay ngoài đấy, nhìn chưa? À. Thì quan thì biết dùng nhé. Thì con biết dùng hả? Ừ. Thì chỉ có quay cho anh mà anh không cho quay thôi. Nhà cứ mua cho nó cái kem rồi ngồi nó quay một cả biến nhá. Thế á? Ừ. Quay hết pin à? À, quay đến khi nào xong rồi thôi. Mua nè. Mua nè. Mua nè. Mua nè. Nhớ căng thích đây. Không thích thì vừa được thì sao? Thì ăn cứ. Đây thằng này chơi gạo, đây. Gạo thì trắng hơn ở gạo. Gạo này là gạo cũ rồi. Ăn ăn cố ăn hết đi. Đây là bạn mèo nhà mình. Bao nhiêu không nhỉ?